Ngày hôm nay Văn Toàn cũng trở lại khung gỗ của đội chủ nhà. Như vậy là trận đấu đã được chính thức bắt đầu. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, đội chủ nhà Hải Phòng trong trang phục áo đỏ quân đỏ tất đỏ sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Còn các cầu thủ Sài Gòn trong bộ trang phục màu tím sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Claudio, một pha chọc khe của Claudio. Cơ hội! Ngay ở những giây đầu tiên, đội chủ nhà đã tạo ra một tình huống sóng gió. Người vừa đưa bóng vào đó là cầu thủ mang áo số 39, Đồng Văn Trung. Mbappé, bóng đi vọt sang ngang. Lực đi rất tốt, bóng đã vượt qua hàng rào nhưng vẫn còn hơi cao so với khung thành của Phạm Văn Phong. Sẽ là một quả tạt vào phía trong và chúng ta cùng chờ xem Giovane và Pedro Paulo như thế nào. Cơ hội! Lỗi thuộc về Huỳnh Tấn Tài. Những tình huống cố định đang là điểm nhấn trong khoảng 30 phút vừa qua. Rất xù xì, rất gai góc, rất khó chịu nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Một chiếc thẻ vàng dành cho đội trưởng Phạm Mạnh Hùng. Mạnh Hùng thúc cả đầu gối vào phần lưng của Pedro Paulo. Vừa rồi là một chiếc thẻ vàng xứng đáng dành cho Mạnh Hùng với pha phạm lỗi với Pedro Paulo. Rất nguy hiểm, tỷ số được mở dành cho đội khách. Rất bất ngờ, người ghi bàn đó là Pedro Paulo. Lại là một tình huống cố định. Bàn thắng thứ 3 cho cá nhân Pedro Paulo ở mùa giải năm nay. Và đội khách đã là những người vừa lên sân trước. Rất bất ngờ. Điểm đá phạt rất xa. Không ai nghĩ đó là một tình huống nguy hiểm, nhưng khả năng không chiến tốt của Pedro Paulo đã giúp cho câu lạc bộ Sài Gòn vươn lên dẫn trước 1-0. Pha lập công của Pedro Paulo đến ở phút thứ 33. Một thế trận đi theo đúng ý đồ của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một pha đánh đầu rất khó, pha đánh đầu cầu Âu. Và phần nào đó Văn Toản đã mắc sai lầm. Bóng đi rất xa. Vẫn là những lối chơi quen thuộc, giống như những gì họ trình diễn trong chuyến làm khách trước câu lạc bộ Hà Nội. Pedro Paulo ơi, vượt qua thủ môn. Dứt điểm hơi nhẹ, quá đáng tiếc. Quá đáng tiếc. Người cứu thua vừa rồi. Người cứu thua vừa rồi cho đội chủ nhà đó chính là Nguyễn Trọng Hiếu. Sức dướn là rất tốt. Nhưng đến thời khắc quyết định cuối cùng thì Pedro Paulo lại dứt điểm hơi nhẹ. Đường truyền vào khe giữa trung vệ và hậu vệ biên rất tốt của Cao Văn Triền. Liên tiếp là những cơ hội dành cho câu lạc bộ Sài Gòn. Rất bình tĩnh. Giovane, cười. Không có lỗi của hàng phòng ngự Hải Phòng. Adriano Smith đã lùi về kịp thời. Và đó là một pha tì vai hợp lệ. Có vẻ như Giovane đã mất đà. Những pha chuyền dài lên tuyến trên của các cầu thủ Sài Gòn đang tỏ ra rất nguy hiểm. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Giovane không ở vào tư thế việt vị. Rất may Adriano Smith đã lùi về kịp thời. Trọng Hiếu đã không thể theo kèm được Giovane. Nhưng rất may Adriano Smith đã có một tác động vừa đủ để khiến cho Giovane lỡ đà. Đường truyền sai địa chỉ của Quốc Long. Rất hợp lý. Ôi! Dứt điểm không vào. Đó là pha dứt điểm của Lê Thế Cương. Đội chủ nhà đã bỏ lỡ một cơ hội rất đáng tiếc, bắt nguồn từ sai lầm của đội trưởng Quốc Long. Phạm Văn Phong đã băng ra rất nhanh để khép góc. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đường chuyền tốt của Claudio. Khoảng trống rất lớn. Lê Thế Cường có lẽ là chủ đích sửa bóng về góc xa, nhưng anh đã không thể chiến thắng được Phạm Văn Phong. Còn đây Phạm Mạnh Hùng.
Và Trọng Hiếu là bộ đôi đang theo rất sát Petro Paulo và Giovanni. Tiếp tục là một pha ngã lăn ra sân của Mạnh Hùng. Có vẻ như đội trưởng bên phía Hải Phòng đang làm mọi cách để câu thẻ đối với bộ đôi tiền đạo ngoại bên phía câu lạc bộ Sài Gòn. Những pha kèm cặp rất quái của Phạm Mạnh Hùng nhưng chẳng thể thổi phạt Petro Paulo trong tình huống này. Các trọng tài cần phải quan sát rất kỹ những tình huống kèm cặp của các cầu thủ này. Trọng tài tiếp tục gọi Petro Paulo và Phạm Mạnh Hùng lại để nhắc nhở. Mbappe, Diego, không phải, pha dâng cao của Đồng Văn Trung, Thành Đồng, Mbappe tung người móc bóng nhưng không thành công. Một pha xử lý ngẫu hứng của Joseph Mbappe. Ở mùa giải năm nay không ít lần Joseph Mbappe có những pha lập công được gọi là siêu phẩm. Một pha tung móc rất đúng kỹ thuật và đẹp mắt của Joseph Mbappe, nhưng lực đi và quỹ đạo là chưa đủ khó để có thể đánh bại được Phạm Văn Phong. Cơ hội, pha đấm bóng của Phạm Văn Phong. Giovanni rất bình tĩnh. Hữu Sơn. Sự thay đổi người thứ 3 của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Đường chuyền dài, Hữu Sơn. Rất chính xác, vẫn đang là Hữu Sơn. Quốc Long rất căng. Pha bắn lên từ tuyến 2 rất hay của Quốc Long, âm thầm và lặng lẽ, sau đó tung ra một pha sút xa rất căng. Đội trưởng của Sài Gòn đang bị đau. Người phạm lỗi là Thanh Đồng. Một pha ra bóng rất hay của Hữu Sơn. Và Quốc Long âm thầm bắn lên tung ra một cú sút trái phá. Rất may là Văn Toàn đã chơi tập trung. Chúng ta một lần nữa xem lại tình huống dứt điểm rất tốt của Quốc Long. Suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ hai dành cho Sài Gòn. Thì câu lạc bộ Sài Gòn đã phải nhận tới 10 bàn thua, nhưng bây giờ họ mới chỉ có phải 3 lần vào lưới nhận bóng. Diego rất kéo kỹ thuật. Phạt góc dành cho Hải Phòng. Một pha xử lý cá nhân của Diego. Nhưng pha dứt điểm của cầu thủ áo số 10 là hơi nhẹ. Lại là một chiến thắng 1-0 nữa dành cho câu lạc bộ Sài Gòn. Giovanni rất nguy hiểm, tuyệt vời. Tỷ số là 2-0 và đây là dấu chấm hết dành cho Hải Phòng. Giovanni và Petro Paulo lại lập công. Lần này đó là chiến thắng 2-0 của câu lạc bộ Sài Gòn. Không phải là những chiến thắng tối thiểu nữa. 2-0 ở phút bù giờ thứ 6. Và có lẽ trọng tài Vũ Nguyên Vũ cũng sẽ nổi tiếng còi kết thúc một trận đấu rất thất vọng dành cho thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Cũng giống như Petro Paulo, Giovanni tiếp tục để lại dấu ấn, một pha đá phạt hàng rào cực kỳ đẳng cấp. Bóng đi sát sạt cột dọc và Văn Toàn không có cơ hội để chạm tay vào bóng. Bóng đi vòng qua hàng rào. Bàn thắng thứ 4 của Giovanni. Giovanni và Petro Paulo, bộ đôi tiền đạo ngoại của câu lạc bộ Sài Gòn, tiếp tục tỏa sáng trong trận đấu ngày hôm nay. Và như vậy, tình huống vừa rồi cũng là tình huống cuối cùng khép lại trận đấu trên sân Lai Chay. Chủ nhà Hải Phòng để thua các cầu thủ Sài Gòn với tỷ số 0-2 với các pha lập công của Petro Paulo và Giovanni. 3 điểm có được trong trận đấu này giúp thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành tạm thời vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng và tiếp tục duy trì chuỗi mạch trận bất bại của mình ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, Hải Phòng sẽ tụt xuống phía dưới của bảng xếp hạng và chưa thể một lần nào được hưởng niềm vui chiến thắng ở mùa giải năm nay trên sân nhà Lạch Chay.